Bà Lỗi thích đồ ngọt nên hôm nay mình sẽ cho bà ăn một mâm hoa quả chua. Mình bảo bà mình là hôm nay mình sẽ không ăn kẹo nữa. Tao không ăn được đồ chua, mày muốn lúc đồ chua là chua này. Ôi, quả tất cả chanh. Không có bột canh chấm thì ăn bằng cái gì? Đây đây, bất ngờ chưa bà ơi? Cháu có giỏ quà Tết của DH Food biếu bà này. Trong này có đủ các loại gia vị luôn, có cả bột canh chấm luôn đấy bà. Ui, đàn cháu nhỉ, làm đàn đấy. Để tao bóc cho xem trong này có gì nhá. Ok luôn, mà ăn bóc luôn đi bà. Bà mình được đập hộp khoái khoái. Uống liều đâu. Uống liều. Cái này là gia vị lấu phở bò Hà Nội bà ạ. Để lấu phở bò ấy. Cái này là sa tế tôm ớt xiêm xanh. Cánh tôm à? Vâng. Một cánh tôm à. Muối tôm. Cái đấy là bột canh để chấm thịt gà các thứ ấy. Cái này à? Vâng, muối tiêu là để chấm thịt gà, thịt lợn, luộc. Bà mình bỏ từng lọ ra một, hỏi mình đây là lọ gì, lọ gì. DH Food có mấy mẫu giỏ quà cơ, cái này mình mua là hơn 300 cành một xíu. Cũng siêu nhiều gia vị rồi các bạn ạ. Cái đấy là cái gì ấy? Bà mở ra xem là cái gì. Đấy, tại sao bà đụng tiền vào cái thứ đấy? Ôi, tiền đâu có cho cái đấy. Tiền đâu có cho cái dây con này. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì sẵn này. Tặng bà chỉ là cái cớ thôi mà, chứ Tết mình còn ăn trực cho bà. Bà lấy luôn cái này ra để chấm hoa quả. Ui dồi, thế nó lại hợp lý quá luôn. Hoa quả mà chấm với muối tôm thì hết sạch con bà bảy. Cái chỗ hoa quả này chắc bà mình chỉ ăn được mỗi dứa với táo thôi. Thơm. Ăn tổm, tổm. Mùi thế là mẹ nó quả. Vâng. Ngon lắm. Có ăn chanh không? Không. Ăn thử chanh nhá. Bán nhiều đấy. Ăn thử đi. Ôi, chuột lâm ra chữa. Hai quả chanh kinh. Cán được chua mà. Bà mình nhìn mình ăn chanh là bà mình hoảng luôn. Táo này nó ngọt ngọt nên bà mình thích ăn lắm này. Hoa quả chua nhưng mà vẫn phải chấm với cả muối này mình mới ăn được đấy. Không thì mình lúc nào chịu chạy luôn đấy. Nó nên đâu bây giờ mới ăn cơm. Chám mày sang cái nên nhầm khói gì. Cứ để đấy. Nhà nó mua vẫn đầy trên đường thảo. Đấy nhá, bà mình cứ gạ mình sang nhà bà mình để xin kẹo. Bà đã có lòng rồi thì trọng có lòng đi. À đấy, ai mà chưa biết tặng mẹ với người thân cái gì thì các bạn nên tham khảo giỏ quà này nha. Quá là ý nghĩa luôn ạ. Trong căn bếp của mỗi nhà ai mà không cần đến gia vị đúng không các bạn?